các cái tín hiệu vô vơ của nó, xong mình giả lập lại đúng nó. Các bạn hiểu không? Tức là mình lấy được cái SSID của nó này, lấy được cái thông tin chủ đề của nó, đúng không? Cái giao tiếp của nó, xong mình giả lập từ cái máy của mình, công cụ của mình giả lập đúng là cái access point đấy. Thì trong một khoảng thời gian người dùng sẽ tạm thời được mất mạng một nhóm khác, một nhánh một nhóm khác, đúng không? Nhưng mà sau khi kết nối lại thì kết nối lại cũng là máy mình. Tôi ấy mình cấp cái HCP thì mình làm gì ở của mình này. Man in the middle.